giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng vào cái Beverly Hills này quay phim cho mọi người xem nha. Đây, cái tiệm đẹp chưa? Xuống đây sẽ thấy là toàn xe xịn không nha. Porsche nè, Mercedes nè, Mercedes nè, Lexus, BMW nè. Không có xe cùi đậu trên đường đâu nha. Con chó phía gớm, lông quá trời lông. Bên kia có Sephora, chỗ bán mỹ phẩm, nước hoa đồ này nọ, chỗ này mấy bạn nữ yêu thích lắm nè. Ở bên đây có cây hoa đẹp dễ sợ, quá trời hoa luôn. Tiệm này bán mấy đồ trang trí bằng thủy tinh đẹp dễ sợ luôn. Vô chỗ này ăn uống mua sắm đẹp lắm nè. Trời, bạn nào thích sống ảo xuống đây là tha hồ sống ảo nha, góc nào cũng đẹp để mà sống ảo hết. Trời, ước gì chúng số thuê căn hộ trên đây ở cho sướng. Mà sao mua vé số hoài mua không trúng. Giờ vé số đang lên 500 mấy chục triệu đô. Vé số bên đây mọi người nếu mà mua rồi cái không có người trúng á, cái nó dồn giải thưởng lại. Nó bắt đầu là 20 triệu đô mà bây giờ nó lên tới 540 mấy triệu đô rồi đó. Mua chưa bao giờ trúng, nó trúng nhiều nhất là được có 2 đồng mà. Trời, coi chỗ cái tòa nhà này nhìn chưa? Đó. Ở đây thuê chắc 3-4 ngàn một cái căn hộ, một phòng ngủ á. Đây là tòa nhà Rolex. Nhắn bạn Forbes mà có bị hư đồng hồ Rolex á, thì tới đây sửa đổi cả nha. Trời, cái đường này khúc dưới có mấy cái cây hoa đẹp quá trời luôn. Giờ đi bộ xuống dưới cho mọi người coi. Cuối mùa hè mà nó vẫn còn nở quá trời nở nè. Chứ tòa nhà này có cái tượng, biết kêu là cái tượng hay gì nữa, hay là mắt mình không đủ thẩm mỹ ta. Nhìn chẳng cái quỷ gì gọi là đẹp hết trơn. Có tăng max mập nè. Nó đi chút xíu mình nó mệt rồi. Nè, khúc này đẹp dễ sợ luôn mọi người. Đẹp nhờ mấy cái hoa, mấy cái cây hoa ai bên đường nè. Hoa nó rụng gần hết rồi. Nhưng mà vẫn còn đẹp lắm nha. Đó, thấy không? Hoa với lại cành không mà chẳng thấy lá đâu hết á. Cái này mà đi hồi đầu mùa hè chắc đẹp nữa. Đầu mùa hè nó nở đầy luôn á. Đây là góc tòa nhà của Tiffany. Ai mà xài được thì chắc biết Tiffany thôi. Ở trên đó có cái nhà hàng nữa. Hồi khúc này lên ngồi ăn là đã luôn á. Cảm giác đã chứ sợ. Còn cái bên kia đường, cái tòa nhà bên kia đường là một cái trung tâm mua sắm á mọi người. Vô trong đó thì có bán nhiều hiệu trong đó. Mình thích cái kiến trúc của cái nhà này quá à. Zoom gần lại coi. Đó, đẹp chưa. Mấy cái hoa văn trên cái tường đẹp dễ sợ luôn á.
rồi thêm mấy cái hoa trồng ở trước nè, rồi thấy cái tòa nhà đẹp dã man luôn. Còn mấy cái hoa này là người ta máng lên nè. Giờ mình đi bộ lên trên này à. Cái thằng quỷ Ấn Độ này tránh ra bên coi. Wow, cái tiệm này có hai bức tượng đẹp quá. Đây. Rồi, hai bức tượng đẹp dễ sợ. Khúc này mà mọi người đi vào dịp Christmas, Giáng sinh á, cho trang trí đèn còn đẹp nữa. Porch design, bán đủ thứ hết á, bán mắt kính, vali, đồng hồ, cờ lừa. Đây, ai tính đồ hàng hiệu ở Việt Nam thì sẽ biết cái này. Dân tình ra sống ảo quá trời luôn. Mình cũng sống ảo một cái đi. Louis Vuitton bên kia kìa. Góc bên kia là Burberry. Đi xuống như này. Cái cây hoa vàng vàng này họ giống cái cây điệp ở Việt Nam á. Đó, rụng non đầy. Ờ, đúng là giống cây điệp á. Trời, thích cái cây bông này quá, không biết sao bứng đem về nhà trồng được nó. Ở ngoài màu nó đẹp dễ sợ luôn á. Cái màu nó hơi hồng hồng mà cái nhụy nó hơi vàng vàng trắng trắng. Mà nó rụng đầy dưới đường này, nhìn đẹp chứ sợ. Ở dưới kia nữa kìa, dưới kia nguyên một lùm quá trời luôn, nguyên một con đường trồng toàn hoa đó không. Đây có cái tòa nhà tên là Saks Fifth Avenue. Cảm giác tự giống như là đi cái đại lộ số 5 ở bên New York á. Bên New York thì nó có cái đại lộ số 5 rất là nổi tiếng, là hai bên đường của cái đại lộ đó là toàn bán những cái toàn là những cái cửa hàng bán đồ xịn, đồ sang không ạ. Thì đây nó đắp trước cái tên, nó gọi là Saks Fifth Avenue. Trời ơi, cái góc đường này đẹp dễ sợ cho mọi người. Cái tòa nhà cũng đẹp mà đặc biệt là trước tòa nhà là ba cái cây bông. Trời ơi, quá chừng bông luôn. Đẹp dã man luôn á. Sống ảo ấy coi. Kế mấy cái bông maximum thấp nhất. So pretty right. Rồi, hai cái cây này mà bứng về trồng được chắc bứng liền quá. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cái tòa nhà bên đường đẹp với sợ mọi người. Nó đẹp là nhờ cái dây leo á. Mấy cái cây dây leo mà nó leo nó kín hết cái bức tường luôn. Rồi cái người ta cắt tỉa và nó bao quanh cái cổng á. Nhìn nguyên cái mặt tiền toàn dây leo không mà đẹp ghê luôn.
góc này tập trung toàn những cái hiệu nổi tiếng không nè. Bulgari nè, Chanel thì đang say. Kế bên là Cartier, kế bên nữa là Dior, kế bên nữa là Rolex. Đó, nguyên một cái con đường toàn đồ hiệu nổi tiếng không. Chắc tụi mình đi lấy xe xong rồi đi ăn trưa quá. Lết hết nổi. Hôm qua lết từ 5 giờ sáng đến 1 giờ đêm. 1 giờ sáng hôm sau chứ. Hôm nay cái giò nó vẫn còn đau. Nãy giờ đi cả nhắc. Thôi đi chút xíu vậy thôi. Lấy xe rồi đi khác. Mọi người nhớ đăng ký kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký ở góc bên dưới bên phải của màn hình để cùng đi chơi tiếp với tụi mình nhé. Mọi người cũng có thể tìm kênh Cùng Đi Chơi Cuộc Sống Mỹ ở Thung Lũng Silicon trên Google. Nhớ gõ Cùng Đi Chơi Cuộc Sống Mỹ thì sẽ tìm thấy kênh của tụi mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.